Tiếp theo là phần chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, những suy nghĩ của các ban hộ niệm. Và ngày hôm nay chúng con xin được kính mời thứ nhất là cư sĩ Quang Quốc, trưởng ban hộ niệm thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo cư sĩ Nguyên Hà, trưởng ban hộ niệm Tịnh Nghiệp Tây Quy Đà Nẵng. Và thứ ba là cư sĩ Phúc Thắng, trưởng ban hộ niệm Hưng Yên. Và cuối cùng là thượng tọa Thích Giác Hảo, trụ trì chùa An Hồng. Và trước tiên chúng con xin được nghe những lời chia sẻ của cư sĩ Quang Quốc, trưởng ban hộ niệm thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Host có nhìn thấy cư sĩ Quang Quốc chưa? Là cho con nguyện biết, nếu như mà chưa có thì A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Quang Quốc con. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Chứng Minh, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, cùng các ba các quá quý huynh đệ đồng tu đang hiện hữu trên đường trung mạng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, dạ, đây là lần đầu tiên con được ngồi trên đường room này chia sẻ về hộ niệm. Con cũng hơi run chút xíu. Dạ, A Di Đà Phật, cũng mong là được có room. Room là con quên hết. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Quang Quốc con. Nói về vấn đề đi hộ niệm thì con không có nhiều kinh nghiệm về hộ niệm, vì ở thành phố Hồ Chí Minh rất ít ca hộ niệm. Phần nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh thì những ca hộ niệm chết rồi, mê rồi, mới mờ. Thành ra ít có ca được ca hộ niệm. Nhưng sơ xuất về hộ niệm thì chúng con cũng có những cái sơ xuất gì trong vấn đề đi hộ niệm. Dạ, con cũng xin sơ lược về những vấn đề mà đi hộ niệm của bản thân con. Khoảng cách nay 10 năm về trước, may mắn thay là con có học được pháp hộ niệm. Học được pháp hộ niệm rồi thì con cũng phát tâm đi cùng với tất cả các gọi là các vị gọi là lão hộ niệm ở thành phố Hồ Chí Minh. Có các vị đó nhiều năm kinh nghiệm về hộ niệm. Và con đã theo những ban hộ niệm đó tham gia vào những ca hộ niệm. Mà thật sự thì khi học được pháp hộ niệm rồi thì thấy các ban hộ niệm tuy rằng có nhiều năm kinh nghiệm về hộ niệm, nhưng mỗi ban hộ niệm không có nơi nào giống nơi nào. Có ban hộ niệm thì có chỉ chú, có ban hộ niệm thì tụng kinh, có ban hộ niệm thì tổ chức pháp hội và cúng thí thực. Và có những ban hộ niệm mà trước đây con nghe thầy Diệu Âm có từng nói qua, có những thành tựu trong ca hộ niệm và gặp thầy Diệu Âm quỳ gối xuống. Chính thì thầy Diệu Âm cũng kể là quỳ gối xuống, gọi thầy Diệu Âm bằng thầy, và thầy Diệu Âm cũng quỳ gối theo và không đồng ý. Nếu mà các vị không đứng dậy thì Diệu Âm cũng không đứng dậy luôn đó. Thì trước đây nghe thầy Diệu Âm cũng chia sẻ như vậy. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả phần nhiều các vị mà gọi lão hộ niệm ngày xưa hoàn toàn không còn niềm tin vào pháp hộ niệm nữa. Và từng người đã có người đã đi xuất gia và có người đã đi tận tu, là đi vào con đường bất niệm từ niệm. Thì Quang Quốc con cảm nhận một điều, không như vậy là mình cũng phải tự lo cho chính bản thân mình. Cho nên con đã tách rời khỏi mọi người, tự thành lập ban hộ niệm. Để chính bản thân con phải thành lập ban hộ niệm và chính mình phải đi lo về vấn đề hộ niệm cho chính bản thân mình. Thì chính con cũng đi thành lập ban hộ niệm trong những giai đoạn đầu đi hộ niệm và có một chút xíu thành tựu. Nhưng khi thành tựu một chút, được một chút thành tựu thì lại được nhiều người khen ngợi, tán thán, cái tâm nó sinh ra ngạo mạn. Cái tâm nó sinh ra ngạo mạn, tưởng cũng nghĩ là mình cũng có một năng lực gì đó, cho nên cái tâm được sinh ra ngạo mạn. Nhưng khi được nghe thầy Diệu Âm
khai thị thì mình mới thấy được à, thì ra chính bản thân con là người có lỗi. Tại vì thầy Diệu Âm có nói một, thầy Diệu Âm có nói chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu. Khi mình phát tâm đi hộ niệm cũng không phải hoàn toàn do năng lực của mình hộ niệm mà được thành tựu, hoàn toàn do lòng chí thành chí chính của mình cảm đến chư thiên ông hộ pháp giúp mình điều giải chư diệu pháp giới hữu duyên, và chính chư diệu pháp giới hữu duyên là người hộ niệm đông nhất, và chính mình cũng là người, chính mình cũng là người dành công của các ngài. À, khi nhìn nhận ra tất cả những cái điều này hoàn toàn cũng không phải do năng lực của mình, thì chính bản thân con cũng thật sự sám hối như là lỗi lầm của mình, sám hối bản lầm lỗi lầm mình vì đó không phải do năng lực của mình, thì con thấy bản thân mình cũng xấu hổ. Trong khi đó rất nhiều các ban hộ niệm có những thành tích sâu dày mà rất giữ được cái tâm khiêm cung tự ái, thì con là người cũng có tiếp xúc với các vị từng có những kinh nghiệm về hộ niệm, thì thấy các cái gì đó con cũng cảm thấy mình xấu hổ. Người con xin phép nói, xin chia sẻ các chư vị mà có những cái hộ niệm lâu năm nhưng họ rất giữ được cái tâm khiêm cung tự ái. Cái người mà con cảm thấy rất là mến, cái người thứ nhất đó là huynh Minh Đạt, trưởng ban tổ chức thế giới hộ niệm. Huynh gặp mặt con, huynh có gặp với cơ quan quốc con, có nói rằng anh còn yếu lắm, anh còn yếu lắm quan quốc ơi, anh chỉ có lý thuyết không có thực hành, anh còn học quan quốc nhiều lắm, tự hạ mình xuống nâng người khác lên. Trong huynh làm cho con cũng cảm thấy mình xấu hổ. Ở bên cạnh huynh còn có Tỷ Diệu Thành, là một người có những cái lời mà khai thị vô cùng sắc bén. Ngay cả thầy Ảnh Phú còn phải nói là Tỷ Diệu Thành khai thị rất là tốt đó. Và thêm người mà con cũng cảm thấy rất là quý mến, đó là chị Thanh Liên ở Đà Nẵng. Mười mấy năm đi theo cô Thu Hương để hộ niệm, và lúc nào chị cũng nói là con mới học được pháp hộ niệm, con còn yếu lắm. Mà chị thành công rất nhiều nhưng chị không bao giờ kể ra những ca thành công của chị. Dạ, con xin thêm hai vị nữa mà chính con là người học pháp hộ niệm cũng còn yếu, cần phải học hỏi thêm những kinh nghiệm của những vị trưởng ban hộ niệm, đó là huynh Minh Thành Đan Phượng và huynh Bảo Thi. Con có hỏi các chư vị đó từng chút trong những vấn đề học về phương pháp hộ niệm có những điểm sơ xuất, các huynh chia sẻ rất nhiệt tình, chưa có một chút gọi là mình hiểu biết nhiều mà giống như là dạy dỗ, mà huynh chia sẻ rất thành tâm. Có một điều đặc biệt mà huynh Bảo Thi chia sẻ mà con tâm đắc nhất những lời chia sẻ của huynh Bảo Thi. Huynh có nói thế này: trước đây huynh đi hộ niệm, trước đây hộ niệm rất nhiều ca, nhưng đây là cũng là ca hộ niệm đầu tiên, và sau này cũng là ca hộ niệm đầu tiên. Huynh chia sẻ thế này: trước đây đi hộ niệm nhiều ca cũng có cái tâm tưởng là mình có năng lực này, năng lực đó, nhưng cái tâm thành, tâm tính không còn, cho nên những sau này đi hộ niệm chắc sơ xuất rất nhiều. Cho nên huynh mới thấy được cái lỗi lầm của mình, và huynh Bảo Thi có nói là đây là ca hộ niệm đầu tiên và sau này cũng là ca hộ niệm đầu tiên. Vì ca hộ niệm đầu tiên là những ca rất là thành, rất là kính. Đó, khi con nghe chia sẻ về vấn đề này, con cảm thấy lời cũng chia sẻ rất hay, và con cũng mong rằng nữa sau này chính bản thân con đi hộ niệm ca nào cũng gọi là ca đầu tiên. Đó, là tâm đắc như dạ. Trở về vấn đề sơ xuất về vấn đề hộ niệm thì con cũng xin chia sẻ về một ca hộ niệm có những có điều sơ xuất, và con nghĩ rằng chắc ca hộ niệm này cũng chưa có ai gặp qua trường hợp ca hộ niệm này. Đó chính là gia đình ghen không cho hộ niệm. Con nghĩ là chắc không có ban hộ niệm nào giống như cái ca hộ niệm của con đi hộ niệm. Thì con xin sơ lược qua cái ca hộ niệm đó. Đó chính là con gia đình đó có một người mẹ bị mù hai mắt 90 tuổi, và bà cụ đó bị lẫn mười mấy năm, lúc tỉnh lúc mê mà mê nhiều hơn tỉnh.
có một ngày đó mời ban hộ niệm chúng con đến nhận ca hộ niệm. Thì con hẹn 5 giờ chiều con đến, nhưng mới 2 giờ thì bà cụ đã mê rồi. Thì dù gì con cũng phải ráng cố gắng đến để xem tình hình như thế nào. Khi đến rồi thì thấy mười mấy vị đồng tu ở chùa đến hộ niệm bà cụ. Thì thấy bà cụ lưỡi đã thụt vào bên trong, thì nằm mê man rồi. Thì bây giờ không còn, không thể nào nhận ca hộ niệm được, nhưng đã đến rồi, con cũng ráng cố gắng sắp xếp chương trình cho bà cụ, treo hình Phật, rồi sau đó cho giường nằm cho bà cụ. Rồi sau đó con có nói gia đình, thôi để cho con điều giải cho vị pháp giới hữu duyên và niệm Phật một thời, sau đó con giao lời cho gia đình. Nhưng khi con quỳ xuống điều giải chứ gì trong pháp giới hữu duyên, thì không ngờ bà cụ tỉnh lại. Bà cụ tỉnh lại, con lập tức: bà ơi, hãy mau phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc niệm Phật với con nha. Bà lại nghe lời làm theo. Bà niệm phát nguyện và chịu làm theo, thì lúc tự nhiên lúc đó bà tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại rồi gia đình mới mời lại nhận ca hộ niệm cho bà. Qua ngày sau con đưa ban hộ niệm đến để tiếp tục nhận ca hộ niệm cho bà. Thì khi nhận ca hộ niệm cho bà đó, thì chúng con liên tục 3 ngày hộ niệm cho bà và khuyên với gia đình nên mỗi ngày mua cá về phóng sanh, quay trở về hồi hướng công đức cho bà và hồi hướng cho vị pháp giới hữu duyên. Thì trong vòng 3 ngày bà đã hồi phục lại, trở thành hồi phục lại 50-60% tỉnh táo của bà, đã tỉnh táo dần rồi. Thì chúng con tiếp tục để trợ duyên cho bà rất là hiền, biết nghe lời, tuy rằng mù hai mắt nhưng mà biết nghe lời. Tiếp tục hộ niệm cho đến 10 ngày thì bà đã trở lại một người trở lại bình thường. Trở lại một người bình thường giống như người bình thường rồi. Thì nhưng trở lại người bình thường thì bà lại nhớ lại những gì của trước đây bà. Trước đây là nhà cửa tiền bạc bà có cái gì bà nhớ lại. Thì bà nhớ lại đó, thì bà bắt người con của mình phải trả lời cho bà. Thì đó, cho nên cái người con của bà đó là người mời ban hộ niệm chúng con. Thì gia đình của bà có 3 người con, và người con út lớn hơn con 10 tuổi, lúc đó con 50 tuổi, người con út là 60. Thì người con út này ở chung với người chồng, là chồng bà cũng ở chung trong nhà đó. Thì người con út này chuyên môn mỗi lần cần gỡ rối điều gì, điện thoại cho con liên tục. Điện cho liên tục, mà con không biết gì là điện thoại, lúc điện thoại như thế nào, điện liên tục và nói những lỗi lầm của những cái điều dướng của bà. Thì thường xuyên mỗi ngày có dướng thì con gỡ, động viên khích lệ gỡ. Nhưng mà không ngờ qua một quá trình thời gian ngắn, thì cuối cùng ông chồng điện thoại cho con là: tôi không cho hộ niệm nữa, trả hết toàn bộ hình Phật đó. Và có nói rằng: hộ niệm gì kỳ vậy, nói chuyện với vợ tôi lần nữa nửa tiếng đồng hồ, hộ niệm gì kỳ vậy, không cho phép hộ niệm nữa. Thì yêu cầu con đến nhận tất cả hình Phật về và không cho hộ niệm nữa. Khi con lấy hình Phật về rồi đó, thì con có thấy một điều thế này: rút kinh nghiệm để sau này không còn bị tình trạng này xảy ra. Đó chính là người nhà quá quý trọng mình, lúc nào cũng đem cái tên mình ra để nói với gia đình, nói với cả nhà là quan quốc nói như vậy đó, quan quốc nói như vậy. Và mỗi lần con điện thoại là có thể là do chị này, chị lén lúc chui vào một góc nào đó chị nói chuyện. Và khi nào mà chị cần nói chuyện với con, chị cứ lén. Hoặc là gửi tin nhắn có thể lén lúc gì đó, làm cho ông chồng ghen. Cho nên con có yêu cầu những ca hộ niệm sau này, các chị gì đừng đem tên con quan quốc ra để nói với gia đình. Và khi nào nói đang điện thoại nói chuyện, đừng bỏ chạy, kiếm chỗ nào vắng để nói chuyện. Làm vậy cho gia đình sẽ ghen và cuối cùng không cho hộ niệm nữa. Thì đó là cái trường hợp mà tình trạng mà bản thân con đã từng bị gặp qua. Và con cũng xin phép chia sẻ một cái đoạn như vậy. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin hết ạ. À. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chân thành cảm ơn cư sĩ Quang Quốc. Quả thật là khi mà chúng con nghe được những thành tựu của các ban hộ niệm, có nhiều ban hộ niệm cứ nghe đi hộ niệm có những thành công, chúng con cứ tưởng rằng là các vị là bây giờ những ban hộ niệm đó đi hộ niệm là toàn gặp những cái thuận lợi rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà nghe được chính các vị chia sẻ, chúng con mới thấy rằng các vị đã gặp biết bao nhiêu những cái điều khó khăn. Khi vị chia sẻ ra mới thấy được rằng cái quá trình hộ niệm để cho một người hiểu ra được
hoàn toàn không đơn giản và phải vượt qua biết bao nhiêu những trở ngại, những ban hồi niệm mà chư vị đã nghe, những danh tiếng lâu nay khi mà nghe các anh Minh Thành, các anh Bảo Thi chia sẻ thì mới thấy rằng là chính các vị đó cũng đã gặp những trường hợp mà quá khó. Thì chỉ có niềm tin vững vàng, tâm lực vững vàng mới giúp các vị có thể tiếp tục thành đạo, vẫn tiếp tục đi theo con đường của mình. Chúng con thành thật tri ân tất cả chư vị. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.